Hiện nay vẫn còn khoảng 140 hộ trong số 2.300 hộ dân chưa đồng tình với phương án giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai 1 đoạn ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Tại cuộc họp báo chiều hôm nay, chủ đầu tư dự án cho biết là sẽ thực hiện việc tuyên truyền và đối thoại để tạo sự đồng thuận nhằm hoàn thành dự án này vào năm 2020. Theo báo cáo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Hà Nội sẽ trình thẩm định dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và dự kiến được duyệt trong quý 1 năm 2018. Sau khi hoàn thành thiết kế cơ sở và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, phóng viên VTC có đặt ra câu hỏi về việc lấy ý kiến của người dân sau khi lập quy hoạch và xin ý kiến chính phủ có phải là một quy trình hợp lý. Trong quý 1 năm 2018 thì sẽ lấy ý kiến nhân dân. Trong khi đó trước đó thì thành phố Hà Nội cũng đã có cái xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và được cái sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 năm 2017. Vậy tôi muốn hỏi nếu như trong cái quá trình lấy ý kiến người dân mà người dân không đồng ý mà Thủ tướng đã đồng ý thì các đồng chí sẽ giải quyết cái mâu thuẫn này như thế nào? Trả lời câu hỏi, đại diện chủ đầu tư cho biết, chủ đầu tư đã công bố và bàn giao mốc giới vào ngày 26 tháng 5 2017 và tại đây đã nhận được sự đồng ý của người dân. Sau này mới có ý kiến phản đối về công tác giải phóng mặt bằng do liên quan tới lợi ích kinh tế. Chủ đầu tư khẳng định việc lấy ý kiến người dân đã được thực hiện theo quy trình. Khi người dân không phản đối, nhất là chúng tôi theo quy trình chúng lấy ý kiến và tham khảo ý kiến theo quy định về vấn đề này. Và chúng ta hiểu rằng là nó là cộng đồng dân cư chứ không phải chỉ là các cái hộ này, còn thẩm quyền quyết định là của người quyết định khi phê duyệt dự án. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục - Hà Nội. Tuyến đường này có chiều dài trên 2,2 km, chiều rộng 50 m, diện tích hơn 153.000 m2, bao gồm hai cầu vượt tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng. Được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội và các nguồn hợp pháp khác.